Tuyền đang cho các bạn xem cảnh những chú khỉ Nhật Bản thuần chủng đang sống bình yên ở sở thú Jurassic Yokohama, làm tôi nhớ đến chuyện một sở thú khác cũng ở Nhật Bản tên là Takagoyama. Gần đây họ mới giết 57 con khỉ Nhật Bản, cho rằng gen của chúng không thuần chủng. Người Nhật á, thì khuyến khích cho lai tạo gen ngoại lai, còn khỉ thì không cho phép. Họ tiêm thuốc độc để giết chết bầy khỉ ấy. Luật pháp của họ cấm những loài vật không mang gen thuần chủng sống ở Nhật Bản. Tính ra những con vật sống ở Nhật Bản nó đâu có sướng các bạn, khổ lắm chứ bộ. Nó đâu có làm chuyện ác gì đâu, mà đối xử còn hơn là tội phạm giết người nữa. Lúc trước tôi luôn tự hỏi mình thức tỉnh thành tiên cá biết tất cả để làm gì, vì cũng có giúp được ai đâu. Khi nhận ra tất cả loài vật giống đực là cha của mình, tất cả loài vật giống cái là mẹ của mình, chỉ thêm đau lòng. Làm người cá bảo vệ động vật đi các bạn ơi, để nhận ra rằng tất cả sinh vật đều bình đẳng như nhau.